xin chào mọi người đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop Bác Tuấn. Và chị nào mà muốn mua hàng bên em hoặc là muốn xem những cái mặt hàng tại shop bên em, mà những dòng hàng chính hãng thì có thể là vào trang Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là vào trang Bayer của bên em là mỹ phẩm chính hãng shop Bác Cứng nha. Mấy chị á, mà mua những cái dòng sản phẩm bên em thì luôn luôn đảm bảo cho tất cả các chị yêu là hàng luôn luôn là chính hãng, là giá sỉ tốt nhất thị trường, rẻ nhất thị trường, và đặc biệt là hàng luôn luôn là chất lượng. Mấy chị lấy số lượng càng nhiều, ví dụ như lấy số lượng từ 10, 50, 100 thì bên em sẽ để cái giá tốt nhất cho tất cả các chị yêu nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị về một dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm đây gọi là cục xà phòng rửa mặt nha mọi người. Đây là một lố xà phòng rửa mặt của Thái Lan, và dòng sản phẩm này là nó rất là thơm, mùi kem đó, mùi kem của Thái. Đây là xà phòng kem nha mọi người, hay còn gọi là xà phòng kem nè. Rửa mặt rất là sạch, giúp cho da mặt của chúng ta là tẩy đi những tế bào chết nè, làm hồng sáng da nè, ngăn ngừa lão hóa da nè, làm da được sáng trắng và ngăn ngừa thâm nám, mụn đồi mồi, tàn nhang, và giúp da của chúng ta trở nên hồng hào hơn, căng bóng hơn. Thì nhờ các em sản phẩm này, một lốc như thế này thì có 12 bánh đó, mỗi lốc như này là có 12 bánh, xài rất là ok luôn nha mọi người. Mọi người có thể là xài quanh năm và hạn sử dụng của nó là 3 năm kể từ ngày sản xuất, nên mọi người có thể là xài thẻ ga nha. Đây là dòng sản phẩm chính hãng chính ngạch nhập khẩu từ Thái Lan về, nên mọi người cực kỳ yên tâm để tránh mua những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Thì mọi người có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại là 0355 838057. Còn đối với những chị nào mà có Facebook ấy, thì có thể là liên hệ cho em qua cái trang Facebook là mỹ phẩm chính hãng shop Bác Cứng, hoặc là vào cái trang Bayer, hoặc là vào cái trang chính chủ của em là Trần Thị A Hít chuyên sĩ mỹ phẩm nha. Đây thì đây là một dòng sản phẩm sữa rửa mặt và có thể là làm sữa tắm, và cái dòng sản phẩm này thì xài cho cả gia đình để diệt khuẩn luôn nha mọi người. Có thể là xài cho em bé hoặc là người lớn thì sử dụng được hết nha. Cái này có thể là rửa tay, rửa mặt, tắm thì rất là ok và rất là thơm, nó làm chúng ta là giảm stress nè, rồi làm trắng sáng da rất cực kỳ hiệu quả luôn, nên rất là chất lượng. Đảm bảo là mua một cái lố này là về rồi xài không ưng là không lấy tiền luôn nha. Có thể là liên hệ sớm để mua một cái cục trà bá như thế này mà giá rất là rẻ luôn nha, chỉ có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà xài rất là ok và đảm bảo cam kết là hàng chuẩn chính hãng 100% luôn. Nên á, chị nào đang tìm một xà phòng tắm nè, một xà phòng rửa mặt mà an toàn dịu nhẹ cho da thì có thể là liên hệ em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hãy nhớ là xem video bên em, mà muốn xem thêm những cái video khác cũng như là những cái sản phẩm khác bên em còn rất là nhiều sản phẩm được giới thiệu trên YouTube, cũng như là chưa giới thiệu trên YouTube, nên mọi người có thể là đăng ký kênh bên em rồi sẽ xem được rất là nhiều cái clip hot cũng như là những cái clip làm đẹp, những cái sản phẩm chất lượng và uy tín nhất cho tất cả các chị yêu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người nha.